chúng ta bắt đầu ạ. Trên mặt em không có đâu, trên mặt em không có đâu. Bắt đầu đi ạ. Bắt đầu rồi đấy, anh Cody ơi. Chơi, bắt đầu rồi ạ. Bắt đầu rồi Jason ơi. Bắt đầu đấy về. Các anh bắt buộc phải vòng tay lên người trước nha. Em chỉ cho tay trái. Đúng rồi. Không có đâu. Xuống. Anh Cody ơi, anh phải ôm đường đằng trước lên anh ạ. Đó, đằng trước. Đằng trước. Đây. Lên. Đấy. Từ từ em chỉ cho. Tay trái. Kéo tiếp ra tay trái, cứ kéo lên. Cái rồi đó. Kéo lại, ngược lại. Rồi, đúng rồi. Đằng trước. Đằng trước hết à. Đó. Mũi dày. Đấy. Và bên trái. Chưa xuống. Đằng sau. Đâu. Mũi dày. Sao? Mũi dày. Ok. Đó. Đâu nữa. Bây giờ, đi chậm lên rồi. Hết rồi, đi chậm lên một tí, lấy chậm tí. Đi rồi. Dừng. Đâu nữa nhở? Xuống bên chân phải. Đây, chạy xuống. Qua phải thế. Nữa. Qua phải nữa. Lên tí, đấy. Rồi, bây giờ là... nhẹ nhàng thôi. Chân bên kia. Kìa. Ở háng. Thẳng xuống. Hết rồi. Háng. Thách đấu. Thật nhẹ nhàng vào. Xuống. Hết chưa? Hết rồi. Tay phải bên trong. Xuống. Thách đấu. Giữa háng. Giữa hai chân. Là đâu? Giữa hai chân luôn à? Sợ đi là. Đó. Giữa háng. Ê. Xuống một tí. Rồi, đi ra sang bên trái. Rồi. Còn đâu nhỉ? Còn một cái duy nhất thôi. Okay. Được chưa? Đây, gần. Đúng rồi, nhẹ thôi. Đấy, đúng rồi. Xuống. Rồi, ok. Đấy. Chưa, nó tay ở dưới. Ôi, dưới một tí. Nó giữa háng. Giữa hai chân. Cứ đây bác. Ok. Lên tí. Bên kia. Mặt trong. Xuống. Đấy. Còn đâu nhỉ? Đúng không? Đâu. Hết chưa? Hết rồi. Từ từ. Đội chiến thắng là đội của anh Hoàng Trung và anh Jason ạ. Rất nhiều những khía cạnh mà mọi người thấy được từ cá tính của các bạn rồi. Nhưng mà các bạn có khi nào cảm thấy là mình còn một cái điều gì đó đặc biệt về bản thân mình, nhưng cho tới bây giờ những khán giả xem chương trình vẫn chưa thấy được ở mình hay không? Nghĩa là cái việc cái đội lầy lội của em đã che giấu nó quá lâu rồi. À, người ta biết hết rồi. Em nghĩ là em... Sơ thôi hả? Sương thôi hả? Khủng khiếp. Ai hay cực hiện người cải thiện nhỏ nhất thì chắc là không ai qua em rồi. Điển hình là những cái comment trên những post của mọi người thì nó sẽ rất nhiều like và... Tự tin quá ha. Phần này do tu luyện mài giũa những cái cốt cách của mình, cái nưng của mình, mài giũa theo năm tháng nữa. Kinh đế. Ui, nghiệp, cứ nghiệp. Những hình ảnh đi mới của Jason. Em nhớ nhất là cái lúc mà Jason. Coi xong ôi, da gà cho việc các thứ nổi lên tất cả. Quá xuất sắc. Em đã làm hóa trang cho Hika làm cô dâu. Hika bảo là vẽ thêm hai cái viền má hồng cho đáng yêu. Ai ngờ yêu đâu không thấy. Thấy muốn tiêu diệt là nhiều. Thật kinh hãi. Không muốn người gần nữa. Biết nói làm sao nhỉ con? Cái hình tượng của con hình như nó bị phá nát tới cái chương trình này rồi con hả? Hình như là hơi nát lòng. Đặc biệt là như cái âm thanh nó é vậy đó, nó tồn tại mãi trong chương trình đó. Con nghĩ là con có thể bước ra đây mà tìm được bồ không con? Tức là bữa con nói là con té mà nó xoáy. Con té là con té mà nó xoáy thêm luôn á hả? Nhưng mà kỳ lạ lắm. Suốt những tập đầu của chương trình á, nó không nói gì hết. Nó giữ hình ảnh thanh lịch, điềm đạm. Sau đó một cái cú sốc gì đó, cái nó bể. Nó bể xong cái nó vậy luôn. Đâu, đó, lúc mới đó là con giũa cái nư của con á. Cái nư con phải giũa. Con giũa hả? Con giũa xong nó hư cái nư luôn vậy con? Con lĩnh hội cái kiến thức xong con mới đi bung ra. Mà không chỉ con giũa hư cái nư mà con còn dạy hư cho các bạn mới tới nữa. Con đâu dạy đâu. Trước khi nó tới chương trình á, nó rất thanh lịch.
ít nhất là dây má. Không, nó chị ơi chị Hà, còn bây giờ nó là bây giờ bạn bè tới đây để tìm bồ mà bây giờ con dũa người ta bể bóng hết trơn rồi, làm sao người ta có bồ? Mới vô là Huy qua con hỏi liền: ê bà, cái này sao bà? Mà hồi đó nó đâu có vậy đâu con, nó gặp má ơi dê nó rất thanh lịch. Ví dụ chị hỏi nè, bây giờ một bạn, ví dụ bạn trai của em là Gia Huy đi, bây giờ Gia Huy đóng phim cái phải ôm ấp một người bạn đồng giới đó, em có những cái cảnh anh nóng nhất định, em thấy ok không? Ví dụ anh về anh xin em là: em ơi bây giờ anh sắp tới có những cảnh rất là nóng bỏng với một người bạn đồng giới, em nghĩ sao? Với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh diễn cái cảnh đó xong rồi về anh diễn lại với em nha. Không, diễn cái cảnh đó xong ảnh về anh sân hố em luôn. Bà hôm nay bà sao vậy hả? Retro pha hiện đại là gì? Đây, ngoại hình cái mã rất trẻ trung. Đúng rồi. Nhưng bên trong lại quá retro luôn đó. Mẫu đàn ông như anh Lâm Bảo Châu thì có hợp mắt nhìn của em không? Dạ cũng ngon đấy. Ngon. Ai trời, chết rồi Châu ơi. Châu, nhìn bên ngoài anh trông hiện giờ thì trông có vẻ trẻ thôi, nhưng mà thực ra là anh bị già cỗi trên tâm hồn bên trong. Có thể là sẽ rất hợp với em ấy. Trong năm Kiều cũng là Kiều. Huy thì hơi bóng, Son thì BD. Bóng Á hậu 2. À hậu 1. Bóng chị và bóng em. Gì bóng? Ok, mời anh Hoàng bóng chung. Ở đây. Chơi chung bóng làm sao bỏ nó được. Ai nữa mọi người? Hoàng Trung bóng bàn, Hoàng Trung bóng. Mời thấp ơi, tầng thấp ơi. Rồi, nhảy vô lại kìa. Ê. Ôi bóng bẩm sinh nè. Ôi. Rồi bóng thâm niên mới chơi nè. Hoan mọi người. Bên đây nha. Lô ở gì? Gia Huy bóng hơi kém, đánh bóng hơi kém. Không, em mới vô nghề. Chứ có là có 20 trái luôn. Chưa có năng khiếu. Bắt đầu đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Trần Nhậm Thắng. Cảm ơn đội anh Trần Nhậm Thắng. Ôi sao? Không có giải thích gì hết. Trong quá trình chơi cái này em đã mắt em hơi điêu, em đã phát hiện ra một người dùng tay phải. À, có một lần. Đúng một lần thôi. Một lần thì phải phạt 5 quả. Mình sống mình phải công bằng chứ. Đúng thì của em ơi. Một lần là... thì phải trừ đi một quả thôi chứ. Rồi trừ một quả, trừ hai quả luôn chẳng thắng đâu. Không được. Trọng tài là cha là mẹ nha. Thế là lỗi là cha nha. Không. Đi về đi. Quay về với vị trí. Hay quá. Cái này hiểu không? Không thôi em. Chi hiểu không? Thật chị hiểu không? Chị không hiểu. Vấn đề nó không nằm ở chỗ bóng. Thật ra là anh biết vì sao. Hiểu không? Không thôi em. Chi hiểu không? Thật chị hiểu không? Chị không hiểu. Vấn đề nó không nằm ở chỗ bóng. Thật ra là anh biết vì sao. Nè. Lại ở cuối nhai được. Không, mày phải nhai đi chứ tan có sô cô la là nhai chua lắm. Cứng cái gì? Không có nhai được. Đi. Đang giả hả? Cái gì? Đang liền hả? Vậy là xong chưa? Tan hết sô-cô-la còn trái tắc. Giờ anh muốn ăn cái gì nữa? Nói luôn nha mấy bạn là em chọn ai. Có nên nói mọi người. Giả thật. Thích thì nói, không thích thì nói. Em thích thì nói, không thích thì nói. Thích nói, không thích nói. Tao bắn nha. Huyền ơi, anh muốn một câu, muốn nói một câu dành cho em. Em có thể gọi anh là bad boy, nhưng mà anh sẽ không bao giờ là bad choice. À, cái câu đó là cái status của tôi trên Facebook luôn bạn. Đang nói luôn. Nếu như em đi uống cocktail với bạn, em thích cái gì đó nó ngọt ngọt. Đây, cocktail thì anh có biết hai loại ngọt, đó là cherry plum và Singapore sling. Thì anh biết có biết pha hai loại đó thì thì em không phiền. Em đón đưa thì em có phiền không? Và nếu anh nói nhớ em lúc mưa thì em có phiền không? Và
thì sao? Thì nếu em không phiền, khi nào đó anh có thể mời em đi uống một ly cocktail. Anh cũng có thể mời em một loại cũng rất là dễ pha hơn, như là Jagger Boom. Anh sẽ mời em được cái đó. Cho em hỏi là ở đây có ai thích hoàng hôn không? Anh thì không thích hoàng hôn à. Anh thì chỉ thích em hôn thôi. Nhưng mà ở dưới ánh hoàng hôn mà được hôn em thì mới là nhất. Đó. Hải Nam, anh Lục Huy, Jason, anh Lâm Bảo Châu, anh Trung Kê, Hoàng Trung và Will. Anh Cody và anh Trần Nhậm đứng lên thử. Cody. Sao vậy, đứng lên thử? Tại vì cái má nó cao bằng nhau á mới anh, được. Anh Cody đi. Ủa à, vậy Cody thôi, Trần Nhậm ngồi xuống. Cao quá không có được Cương ơi. À bây giờ em bắt cặp nha. Anh Cody sẽ chơi với anh Hải Nam. Cody và Hải Nam rồi đứng okay. Bên. Anh Châu sẽ chơi với anh Trung Kê. Thôi luôn đấy, cái cặp này. Rồi Trung Kê bên luôn. Kia. Đôi bạn thân. Jason sẽ chơi với Will. Rồi Jason qua đây. Còn hai người còn lại sẽ chơi chung với nhau. Rồi ok. Vai trò của chị đã xong, bây giờ chị sẽ vào trong. Em cứ thoải mái nha. Dạ. Xin mời em. Ở đây em có một số loại trái cây. Thì em cần má của hai anh sẽ kề lại với nhau. Giữ cái trái cây đó và đi khum người nha. Từ dưới đây lên để vào rổ. Trò chơi của em á thì sẽ chia làm hai đội. Rồi 1 2 3 từ ui không sao nó rớt, ui không sao nó rớt, trông rõ được rồi. Vừa cái này lại đi, cái này đi. Kìa 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 kìa. Cúi xuống, cúi xuống. Cúi ngay rồi. Cúi xuống nha, em thấy ai đứng ở đâu đó. Thì em nhìn anh có thấy là bad boy không? Cũng có vẻ đó. Cũng có vẻ đúng không? Thì trong anh thì hơi bad boy tí thôi. Nhưng lựa chọn anh là bad choice. Câu này nãy tỏ tình nghe rồi. Nghe quen rồi. Nãy câu đó là của anh. Nhưng mà em không muốn chung. Chê. Ơ anh run quá. Để về sau vậy. Để về sau vậy cho người kế tiếp. Ê. Chân anh. Rồi bây giờ bớt hết run chưa? Okay, anh hết rồi. Thì không biết em đã xem phim Mắt Biết chưa? Em vẫn chưa xem phim Mắt Biết. Thì anh kể cho em nghe nhé. Mắt Biết sẽ có ba nhân vật chính, đó là Ngạn, Hà Lan và Dũng. Thì trong đó Ngạn sẽ có tiếng đàn guitar để thu hút Hà Lan, còn Dũng thì sẽ có tiếng bô xe 67, còn anh ấy là Hoàng Trung chỉ có hai tiếng em ơi thôi. Em ơi một ngày em nói yêu anh bao nhiêu lần, nghe xong muốn ơi luôn á. Mời đi em ơi đi. Rồi cảm ơn anh và anh về chỗ nha. Trung sẽ muốn tặng cho người yêu của Trung một món quà bất ngờ, đó là sẽ làm một bữa ăn nho nhỏ và có vài món mà bạn gái của Trung thích, hoặc thêm vào đó là những món quà mà tự tay Trung có thể làm, hoặc là một bó hoa hồng chẳng hạn. Cái điều Trung muốn thì chắc chắn cũng sẽ là một điều bất ngờ từ bạn gái nếu có thể, nhưng mà đã là điều bất ngờ rồi thì sẽ không em nói trước được đâu món quà đó là gì cả. Ngày hôm nay đến với livestream này, tôi chào mừng một mặt hàng. Chào mừng anh, xin mỗi người một like, một xem, chia sẻ nhá. Đây, mặt hàng này chốt trong livestream này 40.000. Đây. Hơi xương một tí, chiều cao cao một tí. Anh chỉ dùng thế này cả đi. Kiểu dưới này cái gì? Tí. Đây, anh nói là anh nói kèm luôn, bán dưới là cái gì? Anh chỉ dùng thế. Đây, quần. Đây, em chốt đơn.
xin 500 em một like một chia sẻ nhá. Đây áo này 50.000 50.000. Chị kèm để lại link kèm số điện thoại em nhá. Đây chốt đơn luôn. Đây áo này, áo này lột, sao, lột, 20.000 20.000. Đây đùa ấy, cười ok anh điên này. Thế thôi em còn con hàng cũng gọi là xương sầu, tiệm phở ở Lậu Hà Nội thích á. Đấy 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 củ lạc này đấy, bao nhiêu em nhận bao nhiêu tháo luôn. Sorry chốt, thôi lui tô bún bò chốt.